Xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên một cái món lẻ lẻ. Trước mặt các bác là cái thớt dàn mini của hãng Panasonic. Thớt này có tên mã rút gọn là Panasonic PM48. Mục đích mà em đưa lên ấy là chủ yếu là dành cho bác nào đấy mà đang đi tìm kiếm một cái thiết bị có khả năng đọc USB tốt. Đó. Để bác ấy kết hợp với những cái bộ dàn lớn khác. Thế thì cái thế mạnh ở trên cái thớt PM48 này chính là cái khả năng đọc USB. Nhưng ngay đầu video thì các bác thấy em lại test một đoạn băng cassette. Vâng, cái thứ này ngoài cái vấn đề đọc USB thì nó còn có đĩa CD. Nhưng mà trên cái thớt này của em ấy thì đĩa CD nó lỗi rồi, coi như không tính. Đọc USB và có cả đốc cắm iPod. Đây là thể loại đốc hồi xưa, thể loại đốc cổ 40 chân. USB, đốc cắm iPod, băng tape cassette và radio. Nhưng mà rất đáng buồn, radio nó chỉ đến 90 MHz thôi. Do vậy là khi em bán cái thớt này thì em sẽ bán nó với cái tư cách của một cái thiết bị đọc USB, bởi vì em cũng chẳng chẳng có khi iPod nào để cắm vào đây để test. Phần băng cassette ấy thì em test hát thật, nhưng khoản này em không bao chạy. Tức là cái thứ duy nhất mà em bao chạy tốt trên sản phẩm này đó là cái USB, cái ngã USB thôi. Ở mục đích là chúng ta sẽ cho chạy USB và lấy tiếng ra ở cái lỗ phone này, dẫn vào những bộ dàn lớn hơn để mở rộng tính năng. Bây giờ em sẽ chuyển về USB này. Vâng, đang đọc. Em lách bài. Và như vậy là USB đọc tốt. Còn băng cassette này em test thôi nhá, còn này em không bao chạy được. Với tất cả những bác mà từ xưa đến nay thường xuyên theo dõi kênh YouTube của em thì biết được rằng kể cả em bán những cái đầu tết em không bao giờ bao chạy và chỉ bao có điện vào thôi. Tép ấy thì nó hay bị dây cua loa nọ kia. Vâng, bây giờ thì có vẻ như là Tết nó đang hát tương đối tốt đấy. Nhưng mà khoản này em không bao được, bởi vì là nó hay có những cái thứ tồn tại đến dây cua loa nọ kia. Giờ mà em nói một câu em bao Tết chạy tốt, ông nào đấy ôm của em về
chạy dăm bữa dây cu loa nó có vấn đề, rồi ông ấy rút điện thoại rồi ông bắt đèn em, lúc đấy mệt lắm. Em nhắc lại trên cái thớt này thứ duy nhất mà em bao đó là cái ngõ USB. Các bác cho USB vào chạy và lấy tiếng ra ở cái lỗ phone này. Tất nhiên đây là một thớt dàn mini thì nó cũng cho phép đấu loa, nhưng cái rắc loa này em không có nha. Đây chính là hai cái ngà để đấu ra loa. Đây là phía sau cái quạt tản nhiệt. Cái tem số seri nó cũng bị bọng này, do vậy không đọc được. Và đây là những cái thông số Panasonic SAPM48 CD Stereo System. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 48W. Đây là cái ngà để đấu anten, nghe sóng FM và AM. Đây là đường nguồn AC 100V. Bác nào mua cái thớt thì tự trang bị dây nguồn số 8 nhé, do shop em này hẻo, không có dây nguồn kèm theo. Nói chung là cái thứ này ý, em đưa lên bán cho nó vui thôi. Tất cả những bác là dân chơi audio đọc thấy cái giá này là biết ngay là cái giá này rồi, bán cho nó vui rồi chứ không có cái xi nhê gì cả đâu. Đó, đây là băng tép. USB này. Tại sao những cái thớt như kiểu PM48 này nó lại có giá trị? Cái giá trị nó nằm ở những cái thứ gọi là những cái con chip xử lý bên phần USB này, nó có chất lượng cao hơn đáng kể so với những cái thứ đồ tàu trôi nổi. Rõ ràng là thớt dàn của chúng ta đĩa CD nó lỗi rồi, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tận dụng nó chơi USB hoặc thậm chí là chơi bằng tape cassette. Còn trong cái cuộc chơi bằng cassette thì cũng cần phải nói với các bác thế này, những bác tay mơ thì không hiểu được thì mới cần phải nói thêm. Băng tiếp cassette là một cái cuộc chơi hết sức là cầu kỳ, nó cầu kỳ gấp nhiều lần so với chơi cái thể loại đĩa CD. Đĩa CD thì cái hệ cơ nó khá là đơn giản, đa phần nó là bánh răng. Dây của loa thì nó chỉ có duy nhất một cái dây ra vào cửa đĩa thôi. Do vậy là một khi là một cái bộ cơ đĩa CD mà nó đã chạy rồi thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà trên một cái bộ cơ cassette thì nó bao gồm rất nhiều những cái thành phần cơ khí, ví dụ như là đầu từ này, đó, bánh tì này, trục này, dây cua roa này, bánh đà này và tất cả những thành phần khác có liên quan. Chỉ cần một trong những thành phần đó nó chạy không chuẩn thôi, ngay lập tức nó ảnh hưởng đến cái chất lượng phát băng. Đó. Chính vì thế mà khi mà bán ra những cái thứ mà liên quan đầu tép ấy, cho dù nó chạy em cũng không bao giờ em bao chạy được. Cái này những cái người ta am hiểu về lĩnh vực tép thì người ta mới hiểu là tại làm sao mà thằng từ nó test mà nó không dám bao chạy là vì như vậy. Đó, đây là băng tép này. Vâng, em
em xin phép dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái thớt này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.